Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 20 tháng 10 theo giờ địa phương cho biết, cơ quan chức năng nước này đang điều tra vụ dò dỉ tài liệu tình báo liên quan đến quá trình chuẩn bị của Israel trong một cuộc tấn công trả đũa Iran. CNN dẫn lời ba nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề vào hôm 19 tháng 10, tiết lộ rằng chính phủ Mỹ đang điều tra vụ dò dỉ tài liệu tình báo tuyệt mật của Lầu Năm Góc, xoay quanh kế hoạch tấn công Iran để trả đũa của Israel. Một trong các quan chức nói rằng sự việc này rất đáng lo ngại. Chủ tịch Hạ viện Mỹ hôm nay cho biết sẽ có cuộc họp mật trong vài giờ tới liên quan tới vụ dò dỉ. Thông tin được tiết lộ hai ngày sau khi hàng loạt tài liệu đề vào ngày 15 tháng 10 và 16 tháng 10 được tài khoản Middle East Spectator đăng trên Telegram. Những văn bản này đều đánh dấu tuyệt mật, kèm các ký hiệu cho thấy chỉ có giới chức Mỹ cùng các đồng minh trong nhóm tình báo ngũ nhãn gồm Anh, Australia, Canada và New Zealand mới được tiếp cận. Loạt tài liệu mô tả những bước mà Israel đang chuẩn bị để tấn công Iran. Một trong số đó được cho là do cơ quan tình báo không gian địa lý quốc gia Mỹ NGA soạn thảo, đề cập tới hoạt động di chuyển đạn dược của Israel. Một văn bản khác có nguồn gốc từ cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA, đề cập các cuộc tập trận của không quân Israel có sử dụng tên lửa không đối đất được cho là để chuẩn bị cho chiến dịch nhằm vào những mục tiêu ở Iran. Một quan chức Mỹ nói, do gì hai tài liệu này là chuyện xấu, nhưng không quá khủng khiếp. Điều đáng ngại là nguy cơ những văn bản khác bị lộ. Theo một quan chức thảo tin, giới chức Mỹ đang điều tra những người được tiếp cận các nội dung trên. Bất cứ vụ dò dỉ thông tin nào như vậy đều đòi hỏi Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo hợp tác điều tra. Các cơ quan này đến nay vẫn từ chối bình luận thông tin. Ông Mick Munroy, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Trung Đông nhận định, tình hình rất nghiêm trọng, nếu thực sự các kế hoạch tấn công đáp trả Iran của Israel bị dò dỉ. Iran vào hôm 1 tháng 10 phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel để trả thù cho cái chết của tướng vệ binh cách mạng Hồi giáo Abbas Nifusuran, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah. Israel tuyên bố sẽ tiến hành đòn đáp trả chết chóc chính xác và khó lường, tùy vào thời điểm nước này chọn lựa truyền thông mỹ đưa tin thủ tướng israel netanyahu đã thông báo với tổng thống joe biden rằng tel aviv sẽ chỉ tấn công mục tiêu quân sự của tehran thay vì nhắm vào cơ sở dầu khí hay hạt nhân tuy nhiên mỹ israel đang xảy ra bất đồng khi washington không muốn tel aviv tiếp tục leo thang căng thẳng ở cả liban và giải gaza israel cho biết đã lắng nghe ý kiến từ mỹ với đòn tấn công đáp trả iran nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng phù hợp với lợi ích quốc gia Tờ New York Times đưa tin rằng các quan chức Mỹ đã thừa nhận có việc dò dỉ thông tin mật. Tuy nhiên, những tài liệu đó chỉ là một phần rất nhỏ trong số những thông tin mà Mỹ có được về kế hoạch của đồng minh thân cận. Một trong số các tài liệu bị dò dỉ có tiêu đề Israel không quân tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Iran và tiến hành cuộc tập trận triển khai lực lượng lớn thứ hai, Reuters đưa tin. Tài liệu mô tả các hoạt động bao gồm xử lý tên lửa đạn đạo và tên lửa đất đối đất. Trong khi đó, một tài liệu khác có tên Israel, lực lượng phòng vệ tiếp tục chuẩn bị đạn dược chính và hoạt động UAV bí mật gần như chắc chắn cho một cuộc tấn công vào Iran. Thưa quý vị, việc loại bỏ lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwa, nhân vật chủ mưu vụ tấn công châm ngòi cho cuộc chiến ở Giải Gaza, mang lại chiến thắng lớn cho Israel. Nhưng cách nhà lãnh đạo Israel không chỉ muốn chiến thắng quân sự, mà có thể sẽ định hình lại bối cảnh khu vực theo hướng thuận lợi cho Israel. Khi cuộc bầu cử ở Mỹ đang tiến đến gần, Israel vẫn cố gắng gây thiệt hại tối đa cho lực lượng Hamas ở giải Gaza và Hezbollah ở Liban, đồng thời nắm bắt thời cơ để tạo ra các vùng đệm trên thực tế theo cách không thể đảo ngược trước khi một tổng thống mới của Mỹ nhậm chức vào tháng 1 năm sau, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết. Theo các nhà ngoại giao phương Tây, các quan chức Liban và Israel và một số nguồn tin khu vực khác với việc tăng cường tấn công hezbollah và hamas israel muốn đảm bảo kẻ thù của họ và nước bảo trợ iran không thể tái tập hợp lực lượng và đe dọa israel một lần nữa trước khi cân nhắc bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào israel đang quyết liệt tấn công nhằm đẩy hezbollah ra khỏi vùng biên giới phía bắc của mình đồng thời tiến vào trại tị nạn jabalia đông đúc ở giải gaza để thực hiện kế hoạch mà người palestine và các cơ quan của liên hợp quốc lo ngại là sẽ cô lập miền bắc giải gaza khỏi phần còn lại của vùng đất Israel cũng đang lên kế hoạch đáp trả vụ Iran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo hôm 1 tháng 10. David Schenker, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề cận đông, hiện là thành viên cấp cao của Viện Washington đánh giá, bối cảnh đã thay đổi với những thay đổi địa chính trị mới trong khu vực. Trước cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel sẵn sàng chấp nhận mối đe dọa mức độ cao, đáp trả hòa lực từ nhóm chiến binh Palestine và những kẻ thù khác bằng các cuộc tấn công hạn chế. Ông Strenker cho rằng điều đó giờ không còn nữa. Ông nhận định, lần này Israel đang chiến đấu trên nhiều mặt trận, đó là Hamas, đó là Hezbollah và Iran sẽ sớm thôi. Thủ tướng Netanyahu nói rằng cái chết của ông Sinwa đã giải quyết xong vấn đề, nhưng đồng thời cảnh báo cuộc chiến ở Gaza sẽ tiếp tục cho đến khi các con tin của Israel được trả tự do. Chuẩn đô đốc Daniel Hakari, người phát ngôn quân đội Israel cho biết, việc loại bỏ ông Sinwa là thành tựu to lớn trong nỗ lực phá hủy bộ máy quân sự của Hamas, nhưng nói thêm rằng vẫn còn những chỉ huy khác ở giải Gaza. Các nguồn tin cho biết, tham vọng của Israel không chỉ dừng lại ở những chiến thắng quân sự ngắn hạn, dù có ý nghĩa quan trọng đến đâu. Israel phàn nàn, hai lực lượng trên chưa bao giờ giành được quyền kiểm soát khu vực này từ tay Hezbollah. Hezbollah phản đối việc giải pháp với lý do là họ cần bảo vệ Liban khỏi Israel. Kể từ năm đó, Hezbollah liên tục tấn công qua biên giới sang Israel để chia lửa với Hamas. Các quan chức Israel cho rằng, cách duy nhất để thực thi nghị quyết 1701 và giúp khoảng 60.000 cư dân của họ có thể trở về nhà ở miền Bắc Israel một cách an toàn là thông qua hành động quân sự. Israel cũng vấp phải chỉ trích của quốc tế về các vụ việc mà lực lượng của họ đã nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hôm đầu tuần, Ông Netanyahu đã bác bỏ cáo buộc quân đội Israel cố tình nhắm vào lực lượng UNIFIL, nhưng cho rằng cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho họ là phải tạm thời rút khỏi khu vực chiến sự. Liên Hợp Quốc tuyên bố lực lượng gìn giữ hòa bình của họ sẽ không rời khỏi vị trí ở miền nam Liban. Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati cho biết chính phủ của ông đã chuẩn bị triển khai quân đội để thực thi nghị quyết 1701 ngay khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực mỹ và pháp cho rằng việc tăng cường năng lực quân đội của liban sẽ rất quan trọng đối với nỗ lực này cựu ngoại trưởng jerani Mawan Anmoazer, hiện là phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế ở Mỹ nhận định, không có lý do gì để ông Netanyahu dừng chiến dịch quân sự của mình trước cuộc bầu cử Mỹ. Ông ấy sẽ không trao cho bà Harris bất kỳ sự tín nhiệm hay món quà nào trước cuộc bầu cử. Hiện tại ông Netanyahu dường như quyết tâm vẽ lại bản đồ xung quanh Israel theo hướng có lợi cho mình bằng cách đẩy lùi các lực lượng kẻ thù cách xa biên giới. Israel có thể tiếp tục giữ thi thể ông Sinwa ở một nơi bí mật và ra điều kiện buộc lực lượng Hamas trao trả những con tin đã bị bắt từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel giữ thi thể ông Sinwa có thể dùng như con bài mặc cả với Hamas. Đài CNN đưa tin Israel đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và có thể ra điều kiện để trao trả thi thể nhà lãnh đạo Hamas, ông Zaza Sinwa, cho lực lượng Hồi giáo này. Ngày 17 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, Ông Sinwa đã thiệt mạng sau một cuộc đấu súng trong hoạt động tuần tra thông thường ở thành phố Safa, Gaza. Pháp y xác nhận danh tính và xác định vết thương chí mạng. Khuya 18 tháng 10, tiến sĩ Chen Quen thuộc Trung tâm Y học Pháp y Quốc gia Israel nói với CNN rằng, nguyên nhân khiến ông Sinwa thiệt mạng là một viên đạn bắn vào đầu. Ngoài ra, trên người nhà lãnh đạo Hamas còn có nhiều vết thương nghiêm trọng khác, bao gồm cả vết bắn từ mảnh đạn pháo hoặc tên lửa. Trước đó, IDF không nói rõ nhà lãnh đạo Hamas đã bị giết như thế nào. Người đại diện IDF chỉ cho biết cuộc đấu súng dẫn tới cái chết của ông Sinwa. Kết thúc bằng việc Israel bắn một quả đạn pháo xe tăng vào tòa nhà. Ông Gwen còn cho biết cơ quan pháp y đã cắt ngón tay trên thi thể để xác định DNA nhằm đối chiếu với cơ sở dữ liệu có được trong thời gian ông Sinwa từng bị giam giữ tại Israel trước khi được thả theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2011. Kết quả thu được được xác định thi thể này thực sự thuộc về nhà lãnh đạo Hamas. Theo kết luận pháp y, ông Sinwa đã qua đời vào chiều muộn ngày 16 tháng 10, hơn 24 giờ trước khi thi thể được đưa đến phòng giải phẫu pháp y. Các nguồn tin Israel chia sẻ với CNN rằng chính quyền Tel Aviv có thể sẽ sử dụng thi thể ông Sinwa như một con bài mặc cả để đổi lấy việc Hamas thả các con tin Israel đang bị giam giữ ở giải Gaza. Hai nguồn thảo tin nói với CNN rằng vấn đề thả con tin những người đã bị Hamas bắt giữ từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 là ưu tiên hàng đầu của Israel khi quyết định cách xử lý thi thể ông Sinwar. Một trong hai nguồn tin này cho biết chính quyền Israel đang cân nhắc cách tạo ra áp lực nhanh chóng lên Hamas để buộc lực lượng Hồi giáo này thả con tin. Còn theo một nhân vật trong giới ngoại giao Israel, Tel Aviv sẽ không phản đối nếu Hamas muốn đổi thi thể người của mình, ám chỉ thi thể ông Sinhwa, để lấy người Israel dù còn sống hay đã chết. Theo truyền thông địa phương, thi thể ông Sinwa đã được đưa ra khỏi phòng giải phẫu pháp y và đang được lưu giữ tại một địa điểm bí mật của Israel. Một số hãng truyền thông do Thái như là al hay là Sedius Amaro cũng đã đưa tin về khả năng Israel dùng thi thể ông Sinwa làm con bày mặc cả với Hamas song lưu ý rằng ở giai đoạn hiện tại chưa thể đưa ra kết luận về quyết định tương lai của tel aviv trong khi đó cái chết của ông sinh qua về phía hamas vẫn kiên quyết không thả tự do các con tin trừ khi israel chấm dứt hành động xâm lược chống lại người dân palestine ở giải gaza rút quân hoàn toàn và trao trả tù nhân Thưa quý vị, trong khi Chủ tịch EU nói cái chết của thủ lĩnh Hamas chắc chắn làm suy yếu đáng kể phong trào này, thì Tổng thư ký NATO tuyên bố cá nhân ông không nhớ tới sinh qua. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EU, bà Ursula von der Leyen cho biết, Sinh là lãnh đạo của tổ chức khủng bố Hamas và về cơ bản là kẻ chủ mưu đứng sau các vụ giết chóc và thảm sát, bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vì vậy, theo bà von der Leyen, cái chết của sinh qua chắc chắn làm suy yếu Hamas một cách đáng kể. Chủ tịch EU tiết lộ hiện nay, các cuộc thảo luận về các điều kiện để đạt được hòa bình lâu dài dẫn đến giải pháp hai nhà nước đã được tiến hành, đồng thời nhấn mạnh hòa bình lâu dài và giải pháp hai nhà nước chỉ có thể đạt được với một chính quyền Palestine ổn định, mạnh mẽ và được cải cách. Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bruxelles, Bỉ, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Marut cho biết, Ông sẽ không nhớ Gaza Sinqua của Hamas sau khi có thông tin về cái chết của ông này. Tổng thư ký NATO cho biết thêm, Sinqua được công nhận là một kiến trúc sư của các cuộc tấn công khủng bố vào Israel ngày 7 tháng 10, 2023, và đây là cuộc tấn công mà ông cùng nhiều đồng minh đã lên án. Trong một phát biểu đưa ra ngày 17 tháng 10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết thủ lĩnh Hamas, Gaza Sinqua, đã bị quân đội Israel tiêu diệt trong một cuộc tấn công ở thành phố Jaffa thuộc giải Gaza. Theo người đứng đầu chính phủ Israel, mặc dù đây chưa phải là kết thúc của cuộc chiến ở Gaza, nhưng là khởi đầu cho sự kết thúc và cái chết của Sinwa cùng với các nhóm vũ trang thân Iran như Hamas và Hezbollah mang lại cơ hội hòa bình cho Trung Đông. Cũng trong ngày 17 tháng 10, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, thủ lĩnh Hamas Zazazinwa đã ẩn náu tại nơi mà lực lượng của Israel tấn công trong một thời gian dài. Tuy nhiên, phía Israel không biết là ông ta ở đó vẫn tiếp tục hành động và trong một cuộc tấn công thì các lực lượng Israel phát hiện ba tên khủng bố trốn chạy từ tòa nhà này sang nhà khác và họ đã tấn công, tách chúng ra. Zaza Sinwa chạy một mình vào một trong những tòa nhà và bị tiêu diệt ở đó. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các sự việc sẽ luôn được chúng tôi cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại